Xin chào các bạn, hôm nay DCMD sẽ dọn dẹp lốt phần còn lại của vỉa hè này. Đấy. Còn từng này thôi, khi dọn xong thì anh em chúng tôi sẽ di chuyển các bao tải ra xe để lấy lại một cái vỉa hè xanh sạch đẹp. Người anh em thiện lành đang thay trang phục chuẩn bị cho công việc. Với bộ quần áo chú hề này thì hy vọng các bạn trẻ, em bé theo dõi và tích cực thay đổi cái cuộc sống trái đất của chúng ta trong những năm tiếp theo. Bộ quần áo này thì mang tính chất là nó vui vẻ, có thể hợp với các trẻ em nhiều hơn, lôi cuốn hơn. Khá nhiều rác. Cái này còn áo choàng nữa, còn bộ áo choàng mặc vào không rét, trời rét như này mát à, mát mà nổi cả da gà các bạn ạ, mát đấy. Trời khá lạnh, chú hề vẫn rất miệt mài. Qua lại vừa mưa xong lại bết bệt.
lèn chặt mà nhồi bao nhiêu đất vào trong đấy, mà bịch nào ra bịch đấy thì nó chả lặn.
Gió to phết đi. Nhiều rêu bám phết nhỉ, mọc cỏ được đấy, rêu ấy nó mọc cỏ hết. Đừng lia ở đấy, lia thẳng sẻng, thẳng sẻng. Thẳng sẻng nó khỏe hơn. Đấy. Lia ngang là sao có sức được. Gió vẫn to thế. Ủa, gió to thế. Tí bay cả bao tải.
Dồn đây, dồn đúng. Đi găng tay vào. Đi găng tay vào luôn đi. Ôi mòn cả chổi nhỉ. Mới không quét đấy, mòn hết cả chổi. Đây. Nào giơ hẳn ra, đập đập hai cái tay ra. Đập hai tay vào nhau. Kéo cao lên. Tí nữa thằng nào sẽ bị vướng vào. Rồi, thoải mái chưa? Ô tí lông kia của mình à? Đỏ đỏ kìa. Của mình à? Gió to các bạn ạ. Bay cả túi lông đựng đồ à, chú hề phải chạy vội ra. Đấy, túi lông xanh kia kìa. Đeo mặt lạ đâu mà hơi khuất tầm nhìn. Bay cả cái đựng đồ thì anh em về chả biết để vào đâu. Bao tải luôn, bay luôn các bạn. Móc vào xe. Để vào phía bên này là cho nó đỡ bay này. Đấy. Vừa nắng này còn vừa gió này vừa lạnh. Ở đây có nhồi vào được không? Mà vứt này. Tí vứt ra cái đống kia. Cái nào nhỏ nhỏ gọn gọn thì để được vào bao tải. Không để đây thì hôm nay lấy cái xe ra. Dọn sang bên này đi. Hất sang bên này đi. Vì sợ vứt còn cỏ ở đấy. Không để còn quét đi. Đằng nào mình phải quét mà. Dọn cả cái cỏ ở khu vực đấy nữa, dưới bề mặt đấy vẫn bẩn lắm, có những cái bệ đất. Rồi cho bao tải luôn, được, cho đi trong một tí quét. Đấy, vấn đề này, đuôi cái này nó bay này. Thank you.
Cái xẻng xúc cái gì nó chọc vào tay, thủng tay. Với anh Cúc thì kiểu gì cũng phải lên chặn chuẩn lích luôn. Vơ rác ở trên đấy thì nó có lá, xong rồi cho vào đấy nó gọn, xong rồi mình xúc ở dưới nó nặng hơn. Trống này ghi 4 tải. Gì ấy? Vấn đề là ấy. Gạch thì vấn đề. Đây nó có những cái quả. Quả nhảy nhá các bạn nhá. Nó dài lắm. Khi mà chúng tôi cho vào bao tải nó rất là vướng. Đấy, tôi cứ phải nhặt ra để cho nó ngắn hơn một xíu. Đỡ chọc. Lèn rất chặt, gọi là lích lịch này mà cần bao nhiêu bao tải vàng này. Chúng ta dầu to ấy. Ở trong bao mới đây, bao này lặng lắm rồi.
Cuối cùng anh em chúng tôi đã hoàn thành xong phần việc của ngày hôm nay. Vỉa hè trên cơ bản là sạch ấy. Rất sạch rồi các bạn nhé. Phần tiếp theo là anh Phúc, người anh em thiện lành sẽ buộc lại các này để các bao tải cho lên xe cho tiện. Mình sẽ đi một vòng các bạn xem. Sau khi anh em chúng tôi dọn những ngày qua thì đây, vỉa hè cơ bản sạch hơn trước rất là nhiều, nó không còn những cái bãi rác khi mà người dân vứt nhiều thì nó thành một cái bãi. Đấy. Các bạn nhìn xem vỉa hè bên cạnh nhé. Mà trước đó thì cái vỉa hè này nó còn bẩn hơn cả bên này nữa. Đây, thưa các bạn. Đây, bên đối diện này. Chai lọ các thứ rác này. Đấy. Cỏ này. Trong khi đó thì cái vỉa hè bên cạnh anh em chúng tôi vừa làm xong ấy, nó còn bẩn hơn rất nhiều rất nhiều. Với cả hình ảnh các bạn vừa nhìn thấy nhá, bẩn hơn rất nhiều. Tôi sẽ quay ngược trở lại một lần nữa để các bạn nhìn này. Đây, cả một dải vỉa hè. Đến ngày hôm nay thì chúng tôi gần như là hoàn thành xong. Có thể có một buổi nhặt cỏ nữa. Và quét lại thì hôm nay nó rất là gió rất to. Hôm nay gió rất to. Và di chuyển các bao tải về khu tập kết rác của khu vực này. Đi này, vỉa hè bên này khác hẳn chưa so với cái vừa xong ấy. Đấy chính là vỉa hè, lối tiếp của vỉa hè này bẩn như nào ngày hôm nay. Đây, 5 bao các bạn, 5 bao tải. Phần cuối này trông nó tưởng ít ít này, mà dọn nó đất nó bết lại. Mưa mấy hôm nay, mấy hôm nay vừa mưa trời chuyển rét nhá. Người anh em thiện lành rất miệt mài vẫn đang buộc lại những cái túi bao tải rác đấy, để nó không bị đổ vãi này khi mà anh em chúng tôi di chuyển lên trên ra bãi tập kết rác. Đây, những bao tải này này anh em tôi sẽ dọn hết để vỉa hè nó sạch sẽ như hồi chuẩn bị lát gạch mới con xuồng các bạn. Ra đến tận đây các bạn. Sạch không bác? Ngon rồi đúng không?
Rồi người em thiện lành, anh có suy nghĩ gì khi mà đã dọn xong hết cái vỉa hè này, đã sạch hết trên bề mặt rồi như này, từ lúc nhặt túi ni lông những chất vô cơ đến anh em chúng ta là đã dọn xong những chất hữu cơ, sạch hết bề mặt này như này, như vậy. Tôi cảm nhận được là sau cái quá trình làm việc như vậy tôi thấy rất vui mừng, Anh ơi, to lên nào. thấy rất vui vì bởi môi trường là xanh sạch hơn. Qua đây chúng tôi muốn lan tỏa với tất cả mọi người hãy giữ gìn vệ sinh môi trường để trái đất mãi mãi xanh tươi. Thôi. Mãi mãi xanh tươi. Anh gửi lời truyền tải những cái thông điệp gì tới mọi người, các bạn trẻ? Mong là các bạn trẻ hãy luôn luôn ý thức giữ gìn bảo vệ vệ sinh môi trường, bởi vì sức tàn phá của môi trường để tác động đến khí hậu nó sẽ làm Chú Hề phải lén mặt nhá, tại vì biến đổi khí mồ hôi nó hậu, chảy hết xuống. Đấy, nhưng mà anh cứ tự nhiên anh nói đấy. biến đổi khí hậu nên dần dần đến những hiện tượng trái đất nóng lên và để ra hiện tượng El Nino và nhiều hiện tượng khác, cho chúng ta hãy giữ gìn vệ sinh thật sạch Rồi, để cảm ơn anh. Hẹn anh ở các video sau.